Chào mấy bạn, mình là KD, Facebook là Khoa Phạm, còn đây là cái intro, ok. Đã có tình cảm với dòng lý trích, anh muốn viết cho em vì không muốn thấy phải chạy lòng nước mắt chảy xiết bao đêm khi chuyện tình ta tan vỡ. Đừng vội vàng trăng trối, tình chỉ đẹp khi gian dở, tiếc thay bao lần chăn gối Nhi ơi. Đừng để hận thù làm u mê, em biết phúc không đủ tư cách sao lại đi kết thành phu thê. Hay em nghĩ việc ngủ với nó điều đó sẽ làm anh đau ngốc à? Chẳng làm gì được anh đâu, có hàng đống rapper ngoài kia đang cố vỗ ngực thị uy, còn anh vẫn thế vẫn chỉ im lặng vẫn không thích trốn thị phi. Em biết đó, you know. Họ rap đâu khác gì nhau, anh thì độc đáo và là duy nhất, song phơ cũng biết vì sao rồi mà. Phụ nữ là để nâng niu và chiều chuộng, chứ không phải là để diss. Mình không có diss phụ nữ bao giờ hết nghe chưa, nhớ nha. Tiếp tục lại là tao, mà lần này không có nhẹ nữa đâu, hứa luôn á, quá đáng luôn á. Sao ý mày là sao? Ý là tự nhận mày đàn bà từ cái tên bà rồi sao? Đừng có chọc tao, nếp đà cho vui hay tài trình không được cao ở đó mà ăn nói hâm hồ. Mày chỉ giỏi bolo cho tụi con nít làm trò, tụi trẻ quá hồ đồ rồi muốn thích cần thay, chờ thêm vài giây có tiếp liền tay, ok. Bình đủ với sung khoe dấu với cung, ngày nào cũng bị chút chửi lai trai, tự tin nhạc định nhưng mà không có clip khi boss vì buồn, vì nếu có ai like xích mít thì tình bích nhất, nhưng mà chỉ ít nhạc cần tương thích ra một chút xúc tích đáng tiếc. Dù có đáng viết nhưng mà fan biết ý đã càng kiệt nên càng chê tụi tụi mày càng thiệt. Thái hậu quỳ xuống liếm giá cậu còn phút từ bi, thế nào con chó tiếng nó có dùng punchline khi nào mày không thân và đồ ngu, cả hai lại thuộc dạng có tiếng. Bài sau mà có rap á thì nên để tên tác giả là hai con súc nô, sẵn tiện PR có nơi nào cần diễn viên khiêu dâm thì liên hệ quản lý Sung Di để bút show. Mày muốn chơi theo trường phái cũ để tao đưa mày về nghe nữa thì sao? Đội mình đẳng mà sao anh diss gái? Thích thì diss là con cắt gì tao? Đụng tới idol như tao đụng tới mô mã ông bà già mày. Giờ sao? Đừng có hù tao, gần 10 năm trong underground. Mày muốn chơi theo trường phái cũ để tao đưa mày về nghe nữa thì sao? Đội mình đẳng mà sao anh diss gái? Thích thì diss là con cắt gì tao? Đụng tới idol như tao đụng tới mô mã ông bà già mày. Giờ sao? Đừng có hù tao, gần 10 năm trong underground. Đừng có gọi tụi mày là rap Việt, mày dơ bẩn như trên An TV. 2018 ở Việt Nam mà mất dạy là có điện máy xanh cho ăn TV. Nhờ trận này cũng mới rõ mấy thằng lồn ngày xưa inbox đòi làm thần cao KWB không có dạy mày thì đầu tiên mày đưa lưỡi ra liếm hết các bàn chân tao. Mấy thằng lồn nhóc ác suốt ngày âm bí xì tin của chuối mà học đòi. Tụi anh ở đẳng cấp khác kêu ông già mày đóng tiền cho tao rồi học hỏi. Lần sau mà chọn thằng nào cùng cỡ để đỡ mang nhục cho chó con, tao với mẹ mày đã bàn rồi từ lúc mày còn đỏ hỏn. This là giải trí, fan tao nghe là cười, còn fan mày nghe là chửi. Chứ địch mẹ trình độ cỡ này đỡ bằng khiên cấp tình nha bưởi. Muốn thỉnh được anh thì quỳ xuống, muốn cu anh ba buổi. Ba tuổi chắc mày đã bị Minh Béo đúng đích nên thôi tao cao cả mà tha lỗi. Thằng nhóc ác muốn lấy lửa thử vàng để tao đem hàng đặt sẵn ở ngoài cửa vài bữa. Nổi tiếng nhớ cảm ơn anh mày, anh thương anh cưng gửi phim cho xài nữa. Rapper bá giờ ta riêng như ở đợi chợ này, anh trấn chắc thêm 10 cỡ mở. Nghe tới đạn này lấy oxy thở đợi, muốn thắng được cậu hỏi đen bao cách mơ. Anh em tao đang bay trên cao giờ mày muốn sao? Nghe tên tao là mày lao sao mà còn muốn đi sao? Ai yo, click click bao ở đó mà khích khích tao. Đây là bài nóc cái tụi mày ao trên mình đeo xích xích sao? Anh em tao đang bay trên cao giờ mày muốn sao? Nghe tên tao là mày lao sao mà còn muốn đi sao? Ai yo, click click bao ở đó mà khích khích tao. Đây là bài nóc cái tụi mày ao trên mình đeo xích xích sao? Khôi vẫn là khôi của bạn đấy thôi, vẫn bay bổng tâm hồn. Khôi không phải khói nên bạn mất dạy là được sắp mặt lồn. Khôi vẫn ủy mị như bạn nói, vẫn con tim quặn thắt. Khi bạn chữ khôi, khôi xin hứa sẽ cho bạn ăn cả. Ừ thì mày là thái hậu, còn tao là bảy chú lùn. Táo này dai nên tự ăn đi, rủ thằng Bin ra mà ăn cùng. Cảm ơn khen tao là hoa khôi nha, tính ra tao vẫn đẹp trai hơn mày. Đi ăn đám cưới bỏ cái style quần thun thể dục nha mày. Cảm ơn đã gọi tụi tao là sợi tóc, còn mày là ngàn cân. Hai cái vú sushi cũng cả ngàn cân, còn tao đã tỏa sáng cả ngàn năm. Lên cái clip mà quên cắt cái bụng còn bự hơn cặp vú. Tao là thợ săn rap Việt, là khăn hoàng đỏ kêu tên tao khi gặp thú. Nên bữa nay phải ra tay trừng trị, rút ra cái gậy như ý và song mi. Mua đá thanh tân về mà trưng trong nhà cho họ phong thủy. Không cần phải đi cắt tóc đâu, đưa đầu đây cho tụi tao chửi cho khôn ra. Đầu mày sẽ hối với đầu thiện, bởi vì đời thiện còn bôn ba. Ủa vậy đít lộn người ra bà nội. Ờ đít hai đứa khác mà chết mẹ lại đi. Ok 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 lại nha.
Hai thằng nhóc sinh năm 94 còn không bao xưng một tiếng em. Hỗn láo mất dạy đôi đội riết quen và đít cả chị để kiếm fame. Thêm chị dư muốn có chị cho nhưng mà thấy ghét là chị bỏ. Người còn quỳ là hai đứa bay chỉ cần đứng dậy là bị chỏ. Sao dú của tao, đó là ước mơ mà mẹ mày mong muốn. Sữa mẹ là tốt cho trẻ sơ sinh, không lẽ hồi nhỏ mày không uống để giờ không lớn mày đi chơi rap. Có cái đầu để trang trí, không có hướng đi phải bám đít chị để chị xì hơi thật hoang phí. Tụi mày đang bay trên cao là nhờ tao đá có lực. Thấy sơ hở là rặn bài rap nhưng mà tao khá khó sực. Gần 10 năm trong underground vô danh luôn má thấy nhục. Để đến bây giờ Suzy ban phước nên rap Việt đã có phố. Cũng là khoa phạm nhưng ca rít người ta thì lên TV. Cũng là khoa phạm nhưng lực live nhạc thì lại li ti. Thằng khờ ơi, các thằng đầu vàng ngu dốt mà chơi old school mà skill chưa tới thì còn phải tiếp thu tốt. Sao mà tao vẫn rap mà đã cấp trên lệch mày thấp tật cao lao lên chưa phân bua ăn thua mày với trong tối hao hao. Cũng về cách rap chửi động sao mà tao chán ghê. Để ngày khó xin fit được khói để mà tao ráng chê. Lên YouTube gõ tên Suzy xong rồi nghe Disney lên rồi lại sạch thêm Kennedy K nghe rồi sẽ biết ai ngang. Đích nhau với Lauren Kid mà còn phải kéo cả bầy đàn. Trình độ cơ đất thì thôi xin thú bếp giường luôn đầy bàn. Khi họ hỏi về Khôi tao không gọi là homie cũ, chỉ là một thằng bị đít khóc về nhà ông gối mà đi ngủ. Có lẽ tao sẽ ghé mua trà sữa ủng hộ nếu mày chưa bị đuổi. Sân si làm chi hai thằng thất nghiệp long bông vậy nên tao đi thôi. Oh yeah, chicka bùm vô. Và bây giờ thì tao sẽ đít. Ủa mày đít con mẹ gì nữa? Bà nội bà đít hết mẹ nó rồi, bà không chơi cho tôi cái gì để đít nữa. Sao tôi đít được? Dẹp mẹ đi, đi ngủ.